Cô xin chào các em học sinh lớp 4 thân mến, rất vui khi được gặp lại các em trong giờ tiếng Việt. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chữa bài tập tuần tiếng Việt lớp 4 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống các em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tuần học thứ 21. Chủ đề của tuần học thứ 21 đó là Sống để yêu thương. Trong tuần học này, các em đã được học luyện từ và câu, luyện tập về chủ ngữ. Các em đã học viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học. Vậy thì bây giờ để ôn lại những kiến thức đã được học, các em hãy cùng cô đến với các bài tập trong bài tập tuần. Phần đầu tiên, chúng ta hãy cùng đến với phần đọc hiểu, luyện tập. Ở phần đọc hiểu luyện tập này, các em hãy cùng cô đọc bài đọc tên bạn khắc bằng vàng, sau đó trả lời các câu hỏi ở dưới. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài đọc. Tên bạn khắc bằng vàng. Anne và chị Marie ngồi ăn bánh trên bàn. Chị Marie ngồi đọc dòng chữ ghi trên chiếc hộp đựng. Bánh có thưởng khuyến mại, hãy xem chi tiết mặt sau hộp. Marie hào hứng. Phần thưởng đã lắm nhé. Tên bạn khắc bằng vàng. Nghe này. Chỉ việc gửi $1 với phiếu để trong hộp có điểm tên và địa chỉ. Chúng tôi sẽ gửi một chiếc cặp tóc đặc biệt có khắc tên bạn bằng vàng. Mỗi gia đình chỉ có một người thôi. Anne đặc biệt thích thú, chộp lấy chiếc hộp, xoay lại. Mắt sáng rỡ, háo hức. Tuyệt quá, một chiếc cặp tóc với tên em khắc bằng vàng. Em phải gửi phiếu đi mới được. Nhưng chị Marie đã ngăn lại. Xin lỗi em, chị mới là người đầu tiên đọc. Vả lại, chị mới có tiền nên chính chị sẽ gửi. Anne vùng vằng, rơm rớm nước mắt nói. Nhưng em rất thích cặp tóc. Chị luôn cậy thế là chị nên toàn làm theo ý mình thôi. Chị cứ việc gửi đi, em cũng chẳng cần. Nhiều ngày trôi qua, rồi một gói bưu phẩm đè tên Marie được gửi tới. Marie chậm rãi mở món quà rồi kêu lên. Ồ, đẹp tuyệt, y như quảng cáo. Tên bạn khắc bằng vàng, 4 chữ thật đẹp. Em có muốn xem không, Anne? Không thèm, em không cần chiếc cặp quê mùa của chị đâu. Marie để cái hộp trắng xuống bàn trang điểm và đi xuống nhà. Còn lại một mình Anne trong phòng. Cô bé không kìm lòng được nên đi đến bên bàn, nhìn vào trong hộp và há hốc miệng ngạc nhiên. Lòng em ngập tràn cảm xúc, vừa thương yêu chị, vừa xấu hổ. Rồi là nước mắt làm nhòa những dòng chữ khắc lóng lánh. Trên chiếc kẹp quả có 4 chữ, nhưng là 4 chữ Anne. Như vậy là cô và các em đã vừa cùng nhau đọc xong bài đọc Tên bạn khắc bằng vàng rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi trả lời các câu hỏi. Câu hỏi số 1. Phần thưởng được ghi trên hộp bánh là gì? A. Một chiếc cặp tóc khắc tên bằng vàng. B. Một bộ đồ chơi nấu ăn. C. Một chiếc bánh mì bằng vàng. Và D. Một bộ váy xinh đẹp. Với câu hỏi thứ nhất, chúng ta có thể dễ dàng tìm ra được đáp án trong bài đọc. Các em hãy cùng theo dõi với cô. Marie hào hứng. Phần thưởng đã lắm nhé. Tên bạn khắc bằng vàng. Nghe này, chỉ việc gửi $1 với phiếu để trong hộp có điền tên và địa chỉ. Chúng tôi sẽ gửi một chiếc cặp tóc đặc biệt có khắc tên bạn bằng vàng. Như vậy, chúng ta thấy phần thưởng được ghi trên hộp bánh đó là một chiếc cặp tóc khắc tên bằng vàng. Đáp án chính xác cho câu hỏi số 1 đó là đáp án A. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án A. Chúng ta tiếp tục cùng nhau đến với câu hỏi số 2. Anne có hành động gì khi không gửi được phiếu nhận phần thưởng? A. Vẻ mặt phụng phịu, khó chịu. B. Vùng vằng, rơm rớm nước mắt. C. Khóc thật to trước mặt Marie. Và D. Vùng vằng rời khỏi phòng khách. Với câu hỏi thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đọc lại bài đọc để tìm ra đáp án chính xác. Chúng ta thấy khi Marie không đồng ý cho Maria nhận phiếu nhận phần thưởng, Anne đã có những hành động đó là vùng vằng và rơm rớm nước mắt. Như vậy thì đáp án cho câu hỏi số 2 đó chính là đáp án B. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án B. Chúng ta hãy cùng nhau đến với câu hỏi số 3. Cô có đề bài như sau. Vì sao Marie lại cho rằng phần thưởng đó là của mình? A. Vì Marie thấy phiếu phần thưởng đầu tiên và có tiền gửi phiếu đi để nhận thưởng. B. Vì Marie là chị nên phần thưởng đương nhiên thuộc về Marie. C. Vì chiếc bánh là do Marie bỏ tiền ra để mua. Và D. Vì Anne không thích phần thưởng này nên đã nhường nó cho Marie. Ở câu hỏi số 3 này, chúng ta có thể tìm được đáp án trong bài đọc như sau. Khi
Khi Anne nói rằng mình rất thích chiếc cặp tóc và muốn nhận phần thưởng, thì Marie đã ngăn lại. Xin lỗi em, chị mới là người đầu tiên đọc. Và lại, chị mới có tiền nên chính chị sẽ gửi. Như vậy, qua câu nói này, chúng ta có thể thấy lý do Marie cho rằng phần thưởng đó là của mình, đó là bởi vì Marie nhìn thấy phiếu phần thưởng đầu tiên và có tiền gửi phiếu đi để nhận thưởng. Vậy thì đáp án cho câu hỏi số 3 của chúng ta đó là đáp án A. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án A. Câu hỏi số 4. Vì sao Anne lại cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy chiếc cặp tóc? A. Vì Anne không may làm hỏng chiếc cặp tóc của chị Marie. B. Vì Anne nhớ đến thái độ, lời nói không tốt của mình đối với chị. Và C. Vì Anne đã hiểu lầm chị của mình. Đáp án D. Cả B và C. Chúng ta thấy ở trong bài đọc, khi Anne nhìn thấy chiếc cặp tóc, em đã nhìn thấy trên đó bốn chữ Anne. Như vậy là người chị Marie đã nhận gửi phần thưởng không phải để lấy chiếc cặp tóc cho mình, mà là để lấy một chiếc cặp tóc cho Anne. Bởi vậy, Anne đã nhớ đến thái độ vùng vằng của mình đối với chị, nên em đã rất xấu hổ và em cũng cảm thấy hối hận vì đã hiểu lầm chị. Vậy thì đáp án cho câu hỏi số 4 của chúng ta đó là đáp án D, cả B và C đều đúng. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án D. Chúng ta tiếp tục cùng nhau đến với câu hỏi số 5. Cô có đề bài như sau. Theo em, nhân vật Marie trong câu chuyện là người như thế nào? A. Là một người chị ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình. B. Là một người chị chỉ biết ăn hiếp em gái. C. Là một người chị vô tâm, không quan tâm đến em gái của mình. Và D. Là một người chị luôn yêu thương, âm thầm quan tâm đến em gái của mình. Chúng ta thấy nhân vật Marie trong câu chuyện là một người rất yêu thương em gái. Mặc dù bị em gái trách móc, nhưng cô không nói gì mà đã âm thầm gửi quà để em gái có một chiếc cặp tóc yêu thích. Như vậy thì đáp án cho câu hỏi số 5 này đó là đáp án D. Marie là một người chị luôn yêu thương, âm thầm quan tâm đến em gái của mình. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án đúng, đáp án D. Chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo, câu số 6. Tìm một câu kể có trong bài đọc trên và chỉ ra chủ ngữ trong câu đó. Như vậy, với câu hỏi số 6 này, chúng ta sẽ tìm ra một câu kể có trong bài đọc, sau đó chỉ ra chủ ngữ trong câu kể ấy. Trong bài đọc có rất nhiều câu kể, các em hãy lựa chọn một câu kể mà mình thích và viết lại. Ở câu hỏi số 6 này, cô sẽ lựa chọn câu kể đó là Anne và chị Marie ngồi ăn bánh trên bàn. Đây là một câu kể. Và chủ ngữ trong câu kể này đó là Anne và chị Marie. Cô sẽ viết lại đáp án cho câu hỏi số 6 vào trong vở bài tập của mình. Đây chính là câu trả lời của cô cho câu hỏi số 6. Các em có thể dựa vào phần này để tự hoàn thành câu hỏi số 6 của mình. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu số 7. Em hãy tìm lỗi sai trong câu văn sau và sửa lại cho đúng. Ở câu hỏi số 7, cô có một câu văn. Nhiệm vụ của chúng ta đó là tìm ra lỗi sai trong câu văn này và sửa lại câu văn cho đúng. Chúng ta hãy cùng làm câu hỏi số 7. Cô có câu văn như sau. Qua các câu chuyện cổ tích, cho thấy cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác. Các em có phát hiện ra lỗi sai trong câu văn này là gì không nhỉ? À, chúng ta thấy trong câu văn này còn thiếu chủ ngữ các em ạ. Ở đây, qua các câu chuyện cổ tích, không phải là chủ ngữ hay vị ngữ trong câu, nên chúng ta sẽ không để ý đến phần này. Cho thấy cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác. Đây là phần vị ngữ ở trong câu, và chúng ta còn thiếu chủ ngữ. Vậy thì các em hãy cùng cô sửa lại câu văn này để trở thành một câu văn có chủ ngữ. Cô sẽ sửa lại câu văn như sau. Qua các câu chuyện cổ tích, ta thấy cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác. Cô sẽ viết lại câu văn này. Đây chính là đáp án cho câu hỏi số 7. Lỗi sai trong câu đó là thiếu chủ ngữ. Và cô đã sửa lại câu văn như sau. Qua các câu chuyện cổ tích, ta thấy cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác. Như vậy là cô và các em đã vừa cùng nhau làm xong câu hỏi số 7 rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu số 8. Cô có đề bài của câu hỏi số 8. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu văn sau. Như vậy, ở câu hỏi số 8 này của chúng ta, các em sẽ phải đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm ở trong hai câu văn, ý A và ý B. Chúng ta hãy cùng nhau làm lần lượt từng ý. Với ý A, cô có câu: các bác nông dân đang hớt hải chạy ngược, chạy xuôi. Ở câu văn này, bộ phận in đậm của cô đó là phần các bác nông dân. Như vậy thì với các từ in đậm này, chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào các em nhỉ? À,
cô sẽ đặt được một câu như sau. Ai đang hớt hải, chạy ngược, chạy xuôi? Đây chính là câu hỏi cho phần in đậm của ý A. Ai đang hớt hải, chạy ngược, chạy xuôi? Và vì đây là câu hỏi nên chúng ta sẽ kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Các em hãy cùng cô đến với ý B. Cô có câu văn, những lũy tre xanh đứng sừng sững và hiên ngang. Ở câu văn này, cô có cụm từ in đậm đó là những lũy tre xanh. Với phần in đậm này, cô sẽ đặt được câu hỏi như sau. Cái gì đứng sừng sững và hiên ngang? Đây chính là câu hỏi của cô với phần B. Cái gì đứng sừng sững và hiên ngang? Các em hãy cùng cô viết lại câu hỏi vào trong vở bài tập. Như vậy là cô và các em đã cùng nhau làm xong câu hỏi số 8 rồi. Ở câu hỏi số 8 này, chúng ta đã đặt được hai câu hỏi tương ứng với hai câu văn. Sau khi làm xong câu hỏi số 8, chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu số 9. Cô có câu số 9 như sau. Tìm các từ ngữ phù hợp để thay thế cho bông hoa trong đoạn văn sau. Ở câu hỏi số 9, cô có 4 bông hoa. Tương ứng với 4 bông hoa thì cô có 4 chỗ trống. Nhiệm vụ của chúng ta đó là tìm các từ ngữ phù hợp thay thế cho 4 bông hoa ở trong đoạn văn. Sau khi đã thay thế được những bông hoa này thì chúng ta sẽ có một đoạn văn hoàn chỉnh. Vậy thì các em hãy cùng cô đọc đoạn văn và điền từ thích hợp vào các bông hoa. Cô có đoạn văn như sau. Vào ngày đẹp trời, khi mặt trời chưa lạnh, bầu trời trong xanh, cào vời vợi, bông hoa cũng trong xanh, bông hoa đang trao liệm trên không trung. Bông hoa từ khơi xa đang lướt sóng trở về bến bãi. Bông hoa lớn dần khi về đến gần bờ. Sau khi đã đọc xong đoạn văn thì chúng ta sẽ cùng nhau điền các từ ngữ vào ô trống các em nhé. Ở bông hoa đầu tiên, các em sẽ điền từ gì để có đặc điểm cũng trong xanh các em nhỉ? Chúng ta thấy câu văn thứ nhất đã miêu tả mặt trời chưa lặn, bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Và ở các câu văn sau thì có nói đến việc là lướt sóng trở về bến bãi. Như vậy thì với các câu văn này, chúng ta thấy trong đoạn văn còn thiếu một sự vật, đó chính là biển. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền được một từ, đó là nước biển. Chúng ta sẽ điền từ nước biển vào ô trống này và chúng ta có câu văn nước biển cũng trong xanh. Ô trống thứ hai, hình bông hoa đang trao liệm trên không trung. Ô trống này thì chúng ta có thể dễ dàng điền được đáp án. Chúng ta sẽ điền được từ từng đàn chim đang trao liệm trên không trung. Ở đây thì chỉ có đàn chim mới có hoạt động là đang trao liệm trên không trung, nên chúng ta có thể dễ dàng điền được chủ ngữ thứ hai. Hình ảnh bông hoa thứ ba, cô có câu từ khơi xa đang lướt sóng trở về bến bãi. Ở đây, chúng ta có sự vật gì sẽ từ khơi xa lướt sóng trở về các em nhỉ? À, đó chính là những con thuyền. Những con thuyền từ khơi xa đang lướt sóng trở về bến bãi. Và câu văn cuối cùng, cô điền được từ những cánh buồm và cô có câu những cánh buồm lớn dần khi về đến gần bờ. Như vậy, cô và các em đã cùng nhau làm xong câu hỏi số 9 rồi. Sau khi đã ở câu hỏi số 9, chúng ta đã tìm được các từ thích hợp để thay thế cho những bông hoa, đó là nước biển, từng đàn chim, những con thuyền và những cánh buồm. Sau khi điền những từ ngữ này thì chúng ta sẽ có đoạn văn như sau. Vào ngày đẹp trời, khi mặt trời chưa lặn, bầu trời trong xanh, cao vời vợi, nước biển cũng trong xanh, từng đàn chim đang trao liệm trên không trung, những con thuyền từ khơi xa lướt sóng trở về bến bãi, những cánh buồm lớn dần khi về đến gần bờ. Đây chính là đoạn văn hoàn chỉnh của chúng ta ở câu hỏi này. Các em hãy hoàn thành câu hỏi số 9 vào trong vở bài tập. Câu hỏi số 9. Câu hỏi số 9 cũng là câu hỏi cuối cùng của phần đọc hiểu luyện tập. Sau khi làm xong câu hỏi số 9 thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 3, đó là phần luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc. Ở tuần học thứ 21 này, cô có đề bài như sau. Em hãy viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về nhân vật Hải Thượng Lãn Ông trong câu chuyện cùng tên. Như vậy thì ở phần luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc, các em sẽ viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật ở trong một tác phẩm đã đọc. Các em có thể dựa vào các kiến thức đã học trong sách giáo khoa để hoàn thành phần bài tập này. Ở đây cô cũng có một đoạn văn mẫu nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hải Thượng Lãn Ông trong câu chuyện cùng tên. Các em hãy cùng cô theo dõi đoạn văn này. Trong câu chuyện Hải Thượng Lãn Ông, nhân vật Hải Thượng Lãn Ông đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Ông là một người thông minh, học rộng và là một thầy thuốc giỏi, giàu kinh nghiệm, giàu lòng y đức. Với tấm lòng nhân ái, yêu thương giúp đỡ người khác, ông không quản ngày đêm, mưa nắng, trèo đèo lội suối đi chữa bệnh cứu người.
Ông vốn nổi tiếng là vị lương y hiền từ, chuyên chữa bệnh giúp đỡ người nghèo mà không màng đến tiền của. Em rất ngưỡng mộ và cảm thấy khâm phục về tài năng và y đức của Hải Thượng Lãn Ông. Ông quả là một người tốt, luôn tìm mọi cách để cố gắng giúp đỡ những người bệnh và đặc biệt là những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Em rất thích nhân vật Hải Thượng Lãn Ông nên đã đọc đi đọc lại câu chuyện rất nhiều lần. Không những thế, em còn thường kể những câu chuyện về ông cho bạn bè xung quanh mình nghe. Ông là một tấm gương sáng để em noi theo. Em sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ để trở thành một người tài, có thể cứu giúp được nhiều người giống như ông. Đây chính là một đoạn văn mà cô đã viết để nêu tình cảm, cảm xúc về nhân vật Hải Thượng Lãn Ông trong câu chuyện cùng tên. Các em có thể dựa vào gợi ý trong đoạn văn này để tự viết cho mình một đoạn văn ở phần luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc. Sau khi đã viết xong đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc, các em hãy cùng cô đến với phần nghe nói. Ở phần nghe nói này, các em hãy dựa vào những bức tranh sau và kể lại câu chuyện bó đũa. Chúng ta đã được học về câu chuyện bó đũa rồi. Ở đây cô cũng có một vài bức tranh gợi ý cho các em. Các em hãy dựa vào những bức tranh này và nội dung câu chuyện mà chúng ta đã học để kể lại câu chuyện bó đũa. Ở đây cô có 4 bức tranh như sau. Bức tranh đầu tiên đó là hình ảnh 4 anh em đang cãi nhau. Bức tranh thứ hai là bức tranh một bó đũa và một túi tiền. Bức tranh thứ ba là hình ảnh mọi người thi nhau bẻ đũa nhưng không ai bẻ được. Và bức tranh cuối cùng là hình ảnh người cha tách từng chiếc đũa ra và bẻ. Sau khi quan sát 4 bức tranh này thì chúng ta đã nhớ lại được nội dung và dễ dàng kể lại câu chuyện bó đũa rồi. Cô sẽ kể lại câu chuyện bó đũa một lần. Các em hãy lắng nghe cô kể chuyện. Ngày xưa, ở một gia đình có 2 anh em. Lúc nhỏ họ sống với nhau rất hòa thuận. Nhưng khi đã có gia đình, ngày nào họ cũng cãi vã, khiến người cha rất buồn phiền. Một hôm, người cha gọi các con đến và đấu xem ai là người bẻ được bó đũa. Ông sẽ thưởng cho một túi tiền. 4 người con lần lượt bẻ bó đũa. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng cả 4 người con chẳng thể nào bẻ được bó đũa ấy. Lúc này, người cha liền tháo bó đũa ra và bẻ từng cái rất dễ dàng. Người cha khuyên bảo các con rằng là anh em trong nhà, phải biết đoàn kết với nhau, như vậy mới vững mạnh được. Cả 4 người con đều hiểu ra câu nói của người cha và hứa: "Thưa cha, chúng con sẽ vâng lời cha dặn." Từ đó trở đi, cả 4 anh em chung sống với nhau rất đoàn kết và hòa thuận. Đây chính là nội dung của câu chuyện bó đũa. Các em hãy dựa vào những bức tranh trong sách giáo khoa và phần kể chuyện cô vừa kể để tự mình kể lại câu chuyện bó đũa này. Phần nghe nói cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay của chúng ta rồi các em ạ. Cô xin chúc các em có một tuần học thật là vui vẻ. Còn bây giờ thì cô xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những tuần học tiếp theo.